Giả làm nhân viên y tế đòi đưa người dân đi cách ly. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC nhận được phản ánh về việc giả mạo nhân viên HCDC yêu cầu người dân cung cấp thông tin để được đưa đi cách ly. Theo HCDC, người dân phản ánh họ nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ 0385XXXX34 tự xưng là nhân viên của HCDC thông báo đã có kết quả dương tính với COVID-19. Kẻ mạo danh yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân và xác nhận để HCDC đến đưa đi cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh phát đi thông báo khẳng định đây là cuộc gọi lừa đảo, người dân cần cảnh giác cao độ. Sáng ngày 25 tháng 3, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với Vietnamnet, ông đã nhận được phản ánh trên ở một số nơi. Vì vậy, nhanh chóng đưa ra cảnh báo sớm, tránh trường hợp người dân bị lừa với hậu quả nghiêm trọng. Hiện nay, người dân khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 sẽ được thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà. Nếu có kết quả dương tính thì đăng nhập địa chỉ khai báo f0.tphcm.gov.vn trên máy tính hoặc điện thoại thông minh để khai báo xác nhận là F0 và được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nơi lưu trú. Ngoài ra, người dân có thể gọi y tế địa phương để được hướng dẫn thêm khi cần thiết. Riêng HCDC không gọi điện thoại trực tiếp cho người dân để xác minh và đến đưa đi cách ly. Đại diện HCDC thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hãy nâng cao cảnh giác trước các trường hợp giả mạo nhân viên y tế, nhân viên HCDC nhằm mục đích xấu. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn về việc có cán bộ y tế đến tận nhà hỗ trợ phòng chống dịch, người dân cần phải xác minh, kiểm chứng để không bị lừa đảo. Bên cạnh đó, mỗi người dân nên lưu số điện thoại của trạm y tế, trung tâm y tế nơi mình sinh sống để dễ dàng cho việc khai báo, liên hệ khi cần thiết, theo dõi thông tin chính thức từ ngành y tế để nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời.